được mọc lên từ một thân cây đầu tiên. Cây keo Diuni là một loài cây đặc biệt vì khi nó sinh sôi, hạt nảy mầm chỉ vào những lúc đất khô hoàn toàn và trời nắng. Khi có đầy đủ những điều kiện này, nghĩa là khi trời nắng và khô hạn, với một chút gió nhẹ, keo Diuni sẽ phát triển mạnh và có thể cao khoảng 25 mét. Nhưng thông thường, loài cây này hiếm khi cao quá 15 mét. Bộ rễ của chúng thậm chí còn mọc trên mặt đất, nên loài cây này rất dễ bị đổ khi có gió to hoặc lốc xoáy. Vỏ cây màu nâu xám với những vết nứt không đều khi cây non. Sau đó, càng ngày, những vết nứt này sẽ càng một sâu hơn. Những cành cây ngoằn ngoèo mọc ra từ thân cây, cả mọc ngang lẫn mọc thẳng đứng, tạo thành một vũ điệu tango. Lá mọc từ cành con có màu xanh vàng. Đây là lá cây keo Diuni khi còn non. Những mầm cây này còn nhỏ, chúng sẽ được phân nhánh, có nghĩa là tách làm đôi từ một cái cuống. Ở giai đoạn trưởng thành, lá sẽ bị rụng phiến, chỉ còn lại cuống lá. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển, có hình dạng dẹt đặc trưng và có màu xanh nhạt, trông giống quả đỗ, hai bên cạnh trơn. Chiếc lá dài này là một cái cuống hình chiếc lá. Đây là giai đoạn lưỡng hình, một đặc điểm của loài cây này và những cây có họ gần với chúng. Ở đằng kia có một giò hoa phong lan treo trên cành. Nó mọc ra từ thân cây. Chúng là thực vật biểu sinh. Đó chính là những điều tuyệt vời ở khu rừng hâu. Cây càng lâu năm, càng sinh sản nhiều, thì rừng càng rậm rạp. Đây là một trong những nét độc đáo của rừng hâu và rừng Réunion. Nó rất thích hợp đối với phong lan, cũng như nhiều loài thực vật khác. Phần đông ở đây là các loài cây bản địa của Réunion. Loài phong lan này chỉ có ở đây và những vùng thấp hơn, phong lan Faham. Faham là một giống cây rất độc đáo. Lá của nó có mùi khá mạnh và được dùng để pha chế đồ uống cùng với rượu rum. Keo Diuni là loài cây lá dị hình, cũng giống như keo tai tượng Úc. Đây là loại đặc trưng giống như keo Hawaii Koya ở Thái Bình Dương. Những đặc điểm này cho thấy keo Diuni ở rừng Réunion và keo Hawaii có cùng tổ tiên. Đó là cây gỗ đen hay còn gọi là keo gỗ đen có nguồn gốc từ Úc. Cây keo được mang tới đây nhờ thủy triều, gió và nhờ các loài chim. Chúng mọc lan ra, và hòn đảo núi lửa nhiệt đới này là nơi vô cùng thích hợp với chúng. Khi đã tới đây, nó tự phát triển thành một loài đặc hữu riêng. Chẳng hạn như keo Diuni mọc búp non, trong khi keo Hawaii Koya lại không. Cây keo Diuni có từng chùm lá màu vàng nhạt, không có cuống lá, mọc sát nhau, có mùi thơm nhẹ, tạo thành từng bó. Quả có vỏ màu nâu cam, có lông, bên trong chứa những hạt mỏng màu nâu bóng sẫm, có hình oval. Khi trưởng thành, những chiếc lá vỏ này tách ra, hạt của chúng rơi xuống dưới đất.
trong môi trường vô cùng đặc biệt với bầu không khí mát mẻ, độ ẩm cao, bên dưới rậm rạp. Và sự thông thoáng khí của phía trước cây keo Riuni, ánh nắng mặt trời có thể chiếu xuyên qua. Đây là những điều kiện lý tưởng để keo Riuni nảy mầm. Tuy nhiên điều này đã không diễn ra. Những yếu tố này kết hợp với nhau đã ngăn không cho keo Riuni hình thành một quần thể, thay vào đó là một khu rừng hỗn hợp. Đầu tiên, hạt được bọc trong lớp sáp không thấm nước, chờ đợi đến khi có điều kiện thích hợp mới nảy mầm. Giai đoạn này cho phép hạt mầm có thể tồn tại suốt 30 năm mà không nảy mầm. Chúng bắt đầu thức dậy sau giấc ngủ nhờ lửa và những yếu tố khác. Yếu tố thứ hai làm chậm quá trình nảy mầm của keo Riuni là loại đất đặc biệt có ở nơi keo Riuni mọc. Một loại đất tươi, xốp mà người dân vẫn gọi là đất Avon. Ngoài những đặc điểm nói trên, Avon còn là một loại đất chứa rất nhiều các thành phần gỗ đã bị chết, cũng như các mảnh thực vật vụn. Phần có màu đỏ này, theo các chuyên gia, đóng vai trò làm bước đệm giữa các yếu tố khí hậu và đất. Nó có tính quyết định đối với việc sinh sản của keo Riuni. Ngoài ra, keo Riuni là loài rất cần được chiếu sáng trực tiếp. Nó có lớp vỏ thực vật bao bọc, lại nằm bên dưới những tán lá rậm rạp, khiến hạt càng trở nên khó nảy mầm. Do hạt keo Riuni không thể nảy mầm ở bên dưới những đám lá rậm rạp, nên nó chỉ có thể sinh sản một cách tự nhiên sau mỗi trận hỏa hoạn hoặc lốc xoáy. Thật may cho loài cây này, lớp đất bùn nhiều dưỡng chất bên dưới cũng dễ cháy. Đó là lý do vì sao ở đây loài cây này được đảm bảo cho việc sinh sản. Là ở đây chưa bao giờ có những trận hỏa hoạn lớn vì mưa thường xuyên. Tuy nhiên, hỏa hoạn vẫn luôn rình rập. Bên dưới này là một đám lộn xộn. Cây keo Riunicorn đã nảy mầm. Nhìn này, không biết liệu có ai nhớ cái lá chúng ta nhìn thấy lúc trước hay không. Những chiếc lá này có rất nhiều phiến lá nhỏ, giống như lá keo. Ở những nơi như thế này, keo sẽ nảy mầm. Đây là một hành động nằm trong chiến dịch mới. Chúng tôi đang muốn trồng lại keo Riuni trong khu rừng này. Vì là loài cây hạt kín, nên hạt giống của keo Riuni sẽ nảy mầm trên những chỗ đất phân hủy như thế này. Hãy nhìn sang bên trái. Những cây nhỏ này chính là keo Riuni. Tôi phải rất cẩn thận vì ở đây có hàng rào điện. Hồi những năm 1940-1950, thế hệ ông bà chúng tôi đã mang loài hiêu Java tới đây. Ngoài ra, còn các loài thú nhỏ khác. Chúng tôi nghĩ ở đây có chưa tới 50 loài động vật. Nhưng thật không may, hiêu Java đã bị các hoạt động của con người thu hút. Do vậy, chúng thường tới những bãi đất trống. Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu trồng cây, chúng tới để ăn các cây keo Riuni nhỏ. Điều này thật sự tệ hại. Sau giai đoạn rừng bị tàn phá nghiêm trọng hồi thế kỷ thứ 18 và 19, keo Riuni dần mất đi những giống tốt nhất. Những người trồng rừng đã phải tái tạo nguồn gen đã bị mất và trồng một nguồn cung cấp mới.